chào mọi người. Và mọi người đến với kênh Cuộc Sống Pháp Ly, Cuộc Sống Miền Trung. Hôm nay mình phụ ông bà già hái rau má. Rau má thơm ngon. Rau má vườn đó mọi người. Cái rau ram đây. Món bào ông. Làm okay. Tiếp món bào nghe mọi người. Trời nó nóng quá nên nóng quá phải ăn rau má với bào trứng vịt âm bào. Mà sẵn có rau má này bỏ vào ăn cực kỳ ngon luôn. À, bên này là một vườn đậu đang trồng cũng được một tháng rồi. Này là rau má này. Trên này là trái mướp nha mọi người. Mướp này còn hơi nhỏ. Trên là mướp, dưới là má. Rau má nằm phía dưới, gọi trên là mướp để cho nó mát. Rau má nó dễ lên, nó dễ tốt. Cũng đầy luôn rồi. Cái rổ thứ hai này. Dạo cát này. Cực kỳ ngon. Tăng tăng tăng. Rồi má này mà giờ làm nước uống nó cũng ngon lắm rồi mà mát lắm luôn á. Cái trà to không quá. Có trà nha mọi người. Có trà cháu nó đi bắt về nè. Wow, có trà lớn không nè. Wow. Quá đẹp luôn. Trà này ăn cực kỳ ngon nha. Ngon. Đây nè mọi người nè, đây thêm nhành nữa nè. Nhành này đang ra búp. Đang tốt dễ sợ luôn. Đẹp quá. Nhạo nha mọi người. Nấu xào lách nè. Xào lách mẹ này hái vô. Xào lách đi mua đi bốn không hả? Nhổ đâu, nhổ đây. Đang cầm ta cỡ đây. Xào lách mọi người. Xào lách tới giường á. Cái giường hôm trước mình có quay mọi người coi. Hôm trước là cái đó. Bây giờ nó tốt nè. Nó sẽ lật bắp đây. Xanh. Không thúc mọi người nha. Thấy thêm mà cải nữa. Thấy thêm cải. Cải nè. Mọi người thấy sao không? Lá sao không? Tại vì nó không có thúc á. Không có thúc thành ra sao nó ăn vậy đó. Mình không có thúc thì mình đảm bảo an toàn hơn. Ăn thì mình hái mình nhổ mấy cây mà to to mình ăn trước, chẳng hai cây nhỏ nó lên sao rồi mình nhổ lên sao. Rồi cải cải cây này nó còn non, ăn cuốn cải ăn sống ngon lắm. Giờ đây giờ mình rửa thôi. Con gà đá nè mọi người, hai con gà đá nè. Dọn dẹp rau thôi. Để ra mọi người. Để ra đắp mình cũng với cá lóc. Ừ.
chén này là nước gia vị nha mọi người. Và bây giờ mình uống cá chín xong rồi này, mình bắt đầu mình đổ đây. Bây giờ nó thấm con cá này. Ngon quá. Chưa ăn mà đã thấy ngon, rất là ngon rồi. Thơm kinh luôn á. Giờ bỏ lại. Ồ. Con này nhỏ nó chín trước này. Mấy con kia cũng gần chín ít rồi thôi. Ê. Cá đây là cá lóc đồng chín hiệu. Cái này thằng cháu nó đi bắt về, mình không cho mọi người xem được. Nhưng mình hôm nay là mình bắt mình làm mồi nhặt. Con này nhỏ nhất nè, đã chín trước nha mọi người. Rồi, mới sát rồi nè. Thơm. Ủa qua luôn hả? Gió hả? Để anh lại nhảy xuống. Rớt. Rớt. Nhảy xuống đi. Có lát trứng không bao và món lương sơ sãi. Hôm nay cái đại gia đình nhà tôi nhậu nha mọi người. Giờ bây giờ là cũng xong rồi, giờ ba má và ông chú và ông anh và bà chị giờ vô rồi nhậu rồi thôi. Cũng tạm biệt mọi người luôn nha, hẹn video lần sau nha mọi người, tạm biệt.